Xin chào cả nhà nha, đây là tô cháo bún nóng hổi nè. Lần đầu tiên mình thưởng thức các bạn. Mình vô quán cháo lòng nhưng mà hết cháo lòng còn cháo bún nên là mình ăn thử luôn, rất là lạ nha. Hồi xưa mình ăn cháo lòng mà có bún là ở miền Tây là mình gặp rồi, nhưng mà đây này ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, nóng hổi luôn. Vậy là xong rồi, cô không có rau gì đâu đúng không? Dạ, à có rau nữa nha các bạn. Nè, hấp dẫn chưa? Khói ngu ngút nè. Đây ăn kèm với rau này nha các bạn. Đây bỏ thêm nè chút ớt vô, nặng thêm miếng chanh nữa nha các bạn. Một tô này thì giá bao nhiêu hả cô hả? 30 ngàn. Mình bán lâu chưa? Mấy chục năm rồi. 20 năm rồi. Đây nha các bạn nè, rau rất là ok luôn nè, rất là tươi nè. Rồi mời cả nhà ăn nha. Đây, cho các bạn xem lại. Ăn nha cả nhà. Nên mình sẽ gắp một miếng ăn. Có bún dưới này không? Răng nó giòn giòn các bạn. Ngon lắm. Rất là ngon. Thêm miếng nữa nha. Quán này trên đường Tô Ngọc Vân, quận 12 nha các bạn.